nè giờ ông nè Alex cắt vô dền cho Hằng, cho Hằng, cho Alex mom, cho em Hằng, em Hằng đi tặng cho Alex mom. Giỏi quá. Cắt cho em Hằng mà Alex tặng Alex mom chứ không phải là Hằng tặng đại rau này của Alex chồng. Trời phật ơi, Alex cắt cái cọng bự kìa, còn sao kìa, cái cọng bự quá sao đó. Bự kìa đó. Đó, Alex bữa nay là đi về thăm mom nha mọi người. Rồi bây giờ là Alex đi cắt rau dền non quá. Rồi xong rồi Alex hái đào đó cho mom nữa kìa nha. Tại vì bữa đó mà Alex mom nói là mấy cái trái đào nó ngọt quá trời quá đất. Cho nên bây giờ còn nữa kìa, Alex hái thêm đi ha. Không ngại Alex có hái ăn không? Hả? Alex? Hả? Không gặp Alex có hái mấy trái đào đó ăn không? Hả? Có. Kìa kìa, cái cọng bự quá trời, cho bá lửa. Cắt cọng bự bên kia. Kìa. Lúc. Đâu? Đó, cọng bự cho bá lửa. Kìa. Chỗ dây bầu. Cọng nó bự cho bá lửa đó. Cái rau dền này nha. Thằng dịch giật. Luộc lên ha, cái là làm nước tương sao, Alex chỉ làm nước tương nữa đi cho mọi người ở đây người ta biết để người ta chấm rau dền ăn. Mi nói nè, Alex phải chỉ cái vụ làm nước tương chấm rau luộc cho bà con cô bác người ta học theo là cái gì làm nước tương chấm rau luộc nội. Làm sao hả? Nè đang cộng bự cho bá này nữa nè, nè cắt cọng này luôn đi, cọng này già rồi. Cái bầu sao nó bò xuống dưới vậy ta? Tại vì đỡ cho nó lên. Chưa làm xong. Đỡ cho nó lên. Mà tay cưa cái kia ra. Máy nó lên. Hôm qua có bông rồi nhưng mà chưa có trái. Cắt luôn cái đó. Cái này làm nước tương làm sao chấm ăn vậy? Alex. Hả? Làm nước tương kiểu làm sao để chấm rau dền luộc? Nó gọi là già chao. Nước tương chao đó, hấp. Cái này hấp lên thôi. Thật sự á, rau dền luộc chứ không có hấp. Luộc thì nó ra hết chất ngọt. Mi luộc á. Có hấp á. Hấp thì mình để vô rửa sạch rồi để microwave để 2 phút thôi là xong rồi. Vậy hả? Rồi nó ra. Còn chất ngọt hả? Rồi sao Mi vẫn thích luộc hơn là làm như vậy? Thì có người không thích ăn microwave. Đúng rồi. Ăn microwave nhiều là bị bệnh cancer á. Vậy à? Tại sao? Không biết nữa. Nghe nói vậy đó. Là sao? Nè, quay lưng lại cắt hai cọng bự cho bá lửa này đi. Nè. Nè lúc. Ở phía sau lưng vô nè. Nè. Hai cọng bự cho bá lửa đó. Mấy cái bầu đó là Mi chấm được mấy trái rồi, chấm trắng là hậu rồi đó. Mi chấm bông á. Chấm bông. Hôm qua Mi chấm đó, lấy bông đực chấm bông cái. Phải lấy cái bọc polylon bao lại luôn. Bao trái bầu lại. Bao lại sao thì lớn nó không rồi. Bị. Không có. Không phải cái bọc bự bự á, bao lại tại vì nó không bị ong chích. Chứ nếu nó bị ong chích thì cũng bị lệch lạc nữa đó. Vậy đó hả? Vậy khi nào chờ nó bự bự mới bịch, còn bây giờ nó mới ra nụ mà ông nội bịch là nó sẽ không có nó sợ hôi tai hả? Mấy con ong nó thụ phấn. Cho nên khi nào mà nó đậu rồi, nó thành trái bự thì là tha bịch. Ha. Đây nè, hôm qua là thằng chấm trái này nè, để coi. Trời ơi. Cái quan trọng đó là khi nó mới ra mình bịch để con ong nó không có chích. Hôm qua mới nó ra là con ong nó phải cần bay qua cái bông đực, xong rồi nó bay là cái bông cái là nó để thụ phấn. Còn Alex bịch lại là nó không có thụ phấn được thì nó sẽ chết. Rồi qua luôn. Cần thêm nữa không? Qua luống bên kia cắt thôi, thằng nghĩ chắc đủ rồi, nhiều quá. Mi nghĩ cắt một ra. Thôi vậy để chiều về mình cắt ăn hoặc cắt cho ai bớt. Vô cắt nhiều quá lên. Chiều cái non ha. Chiều mình cắt cái non ăn ha. Ăn không hết á, bỏ lâu nó uổng, mà ăn tới đâu cắt cho tới đó. Có cải vệ sinh này luôn, giờ chắc mua bánh xèo về ăn quá là. Alex ơi. Cái này chắc mua bánh xèo về ăn Alex dòm nè, dòm cái đám cải cái bụi bẹ xanh này nè. Nè, lúc. Alex thấy không? Dạ. Yeah. Cái này thôi bánh xèo khỏi mua, chắc chiều nay ghé bánh xèo ngon là order vài cái đem về quấn cái này là hết sảy rồi. Đâu có đâu, làm luôn cũng được mà. Thôi làm biết đời nào mệt lắm.
Order về mỗi người cái bánh xèo là ăn ứ hự rồi. Thiệt chứ. Nè cái đám rau cải vệ sinh nè mọi người ơi, cái này nghe trời ơi, cái chiều nay ghé chợ mua thêm mấy bó rau sống, rau thơm, rau găm, rồi cái order mấy cái bánh xèo về cắt thêm cải vệ sinh này thôi chứ ăn chết rồi. Ăn chết rồi sáng gì nổi. Rồi đủ rồi. Cái này có ai ăn rau không? Lên tiếng rồi, ai là rồi đem gửi cho ăn nha mọi người ơi. Rau dền đó nó tốt quá thôi đủ rồi, ai là cắt nhiều quá lên cái Alex Mom ăn không hết á, rồi cái để nó héo uổng. Khi nào muốn ăn lại là cắt đem lên nữa ha. Trời ơi em chứ. Anh thì cắt, em thì đem. Vậy sao trời ơi, cái đó là Alex Mom thì mà Alex phải đem chứ. Right. Alex Mom chứ đâu phải. Wow. Thấy vậy một đống lần. Ừ, một đống lần, bởi vậy đó xoay nhiều lắm, bỏ vô bầu đi. Cái dao lụi lụi ghê quá. Bỏ vô trước á, đừng có bỏ túi, hồi vô té thì sóc cái lũng đít. Thái đào luôn đi, bỏ vô đi thái đào. Đang đi cầm tiếp không? Thái đào. Bỏ cái gốc trước là rồi. Rồi đây mi cầm bọc cho. Đây, à là ôm nó ra đi, bỏ cái gốc trước chứ không phải bỏ đọt trước. Bỏ gốc trước. Kia yeah, lật đít đầu lại, lật đít lại. Đó. Đó, nhiều lắm á, luộc ăn cũng được mà nấu canh ăn cũng được nha mọi người. Nhưng mà luộc bữa kia đó ha, luộc một gỗ ra, thằng với là chị Ly ăn quá trời luôn ha là. Ừ. Ăn rồi có đau bụng không? Không. Trời, mi cho ăn cá. Vậy à? Chắc tại mi ăn quá trời quá đó á. Ăn toàn cao không, nó mát, đau bụng. Ừ. Mà luộc bữa đó nhiều lắm, luộc cỡ đây mà ba người quýt hết trơn luôn. Ấy thôi hả? À, bắt đầu đi hái đào đi. À, không có bọc. Hái đi, mi vô mi lấy bọc. Ok. Ở này để cho nát. À, phía chứ hả? Ừ. Hay là nát nguyên. Cho phía chứ mấy trái à? Ừ, trái này là. À, trái đó. Ngọt. Okay. Ừ, okay. Trái đó đó. Với lại hái đó. Thêm mấy trái màu vàng nữa. Ừ. Ok. Hái bỏ đỡ vô cái thùng đi. Lựa cái thùng nào sạch sạch đó. Bầu nó bắt đầu ra bông nó, chiều nay mi về mi canh mi chấm nó là. Ừ. Tại vì buổi chiều á. Hai trái. Buổi chiều bắt đầu nó mới nở. Đâu có cái nào có chuẩn bị ra nụ nữa không? Ừ. Em phải có một cái bông được, một cái bông cái chấm được. Đây nè, cái này là chuẩn bị chiều nay cái bông cái này nó sẽ nở ra. Chắc chắn thì mi về mi canh. Cái này vừa cái vừa đực luôn đó. Đó. Mà là có bông á. Nó là cái đó. Nó đậu quá. Không, nó là cái mi chỉ Alex đực đây nè. À. No, Alex đừng có cãi mi. À. Cái này đúng, là cái này không... cái này thì cái này là cái luôn. Cái bông đực kia kìa. Cái bông đực đây. À, nhưng mà đực này là thúi rồi. Đây, nếu đây, mà này, đây nè. Cái đó nở rồi. Đây 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 canh cái này chiều nay có thể tối tối nó nở ra mi ra mi chấm. À, sẵn chấm nhiều nhiều và bắt lại luôn. Không phải khi nào nó nở xòe ra mình mới chấm được. Vậy nè, bao nó lại bao nó ở đây nè, cái bọc bự á. Rồi cái bao nó ở đây buộc miệng. À là chịu là bao mới coi. Nó thôi thế cơ, nó thiệt cơ. Vô là nó chết queo không nội. Trời ơi, xương cái gì? Nó phải có hưởng xương gió. Nha, rồi rồi đi lại ấy đi, đi lại hái đào đi. Cây dao ơi, cây dao. À. Cái đây mi xách vô. Mi vô mi lấy cái bọc hái đào. Cầm cái dao mà nhét vô túi quần sắp sắp này lòi bỏ hồng thiệt chứ. Đó, còn nguyên cái chùm nào mà nó ngọt với lựa mấy trái trời lõi đây nè. Trời mấy trái trời lõi này ngọt bà cố luôn là đây. Đây, nguyên trái đây nè. Đó, trái đó ngọt ghê luôn á. Còn cái trái bên đó, nó ngọt hay không nè. Cái đó ngọt không? Nó chín rồi. Nó chín nhưng mà tại vì cái trái đó là cái đào lông, hình như là không có ngọt bằng cái đào giòn này. Ok, mới đi lấy bọc. Gì? À là đâu? À đây. Nè. Đâu rồi, được mấy trái rồi? Nè. Trời ơi, bị chuột ăn rồi. Là phải chim. Chim chứ không phải chuột hả? Chuột làm gì mà bò tới. Thôi, nó hư rồi dục đi. Với mấy trái chuột chim ăn nó bỏ luôn đi. Bỏ đi đừng ăn. Lấy mấy trái nguyên thôi. Rồi qua lấy cái đào kia đi, đào này mới thấy không có ngọt đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Đào này chua lắm. Bỏ đi là
những tiếng. Ừ. Bỏ đi. Ủa để lên nó làm chi vậy, cho nó ăn hả? Ừ. Chà. Cái luống này là cuốc để trồng cái gì vậy? Hả? Ừ. Cái luống đó cuốc để trồng cái gì vậy? Thì trồng rau răm với rau thơm em đòi đó. À. Thì chiều nay chút nữa ghé mua. Rồi đi bà nói đi, tuyển chọn đi ăn cắp đi. Cái gì ăn cắp ngoài đường mà. Đây nè, trái là... bự nè. Đây nè nè, mấy trái trội lỗi mình này nó bự. Cái này sao mà nó bị ấy ha, ủ ha. Ừ sao nó chết vậy ta? Có phải bữa hổm mà A Lịch cưa nó không ta? À trời. Nếu trời. Mà A Lịch có cưa nó có dấu rồi nó cũng chết nha ông nội. Nữa. Nhớ không? Nhớ cái lần A Lịch cưa nó không? Vậy là A Lịch rồi. Đâu phải cái đó, cưa cái này. Phải không? Ừ. Nếu mà nó chết tại A Lịch đó. A Lịch cưa nó. Có lẽ nào. Nữa cái gì, nhớ hồi bữa A Lịch cưa không? Trời ơi. Không phải tại tôi mà. Vậy không phải tại Du thì ai? À, cái khu vườn này là Du phá mà. Không phải Du thì trên đời này còn ai? Nhưng mà nghe nói cây này muốn cho nó xum xê, mình phải dạt nó. Khi nó trái trái xong bây giờ dạt nó ngam. Thôi ông nội ơi, ông đừng có phá chết nó. Đời nào mà nó lên nổi. Nói bậy nói bạ là tôi đập Du đó chứ. Ở đó mà dạt à, lấy trái nào ngon mới lấy. Hình như là nó héo, nó bị chuột ăn, mình lên bị chim ăn. Ây chà. Lấy cái nào ngon mới lấy. Rau đắng không? Không, rau đắng là hả? Hôm qua là Alex Mom nói là lên chảnh cắt rau đắng về để ăn nữa. Ừ, chứ khỏi cắt rau đắng cho Alex Mom. Alex Mom. Ủa, chỉ có rau. Sao? Alex nó cắt rau đắng không? Nhưng mà Alex ở đây được có mấy cọng rau đắng nè, chiều nay cắt về xào xào ăn chung luôn. Ủa, chỉ có rau đắng à? Có. Cô nói là lên cắt rau đắng về ăn đó. Em ơi. Hả? Em coi cái mấy cái đồ mà ươm mà nó lên kìa. Ờ, tôi hồi qua tôi thấy tôi nó ủa nhanh dữ vậy ta. Bởi vậy. Ngộ quá hả? Bởi vậy là sao? Phải ươm ở trong mấy cái phân này mới được. À là sao? Hả? Sao mà rau má gì mà nó tốt mà sợi nào sợi nấy gì mà kinh khủng quá vậy? À là có thấy không nè? Ừ. Sao mấy rau má gì mà đẹp dữ vậy? Chắc chiều nay tôi thấy vô ăn quá. Dạ. Ra đi mua bánh xèo về hái chung là một gỗ cao sống có rau má rồi luôn ăn. Ê, mỗi lần lá lốt của tôi á là bứng ra chết trong mất hết của tôi rồi. Lá lốt? Dạ. Yeah. Lá lốt. Tôi có mấy bụi lá lốt bên cái hè đó đó. Trời ơi, gì mà hoa lá lốt. Lá lốt á. Là lá gì? Lá lốt á, tôi thích lắm. Mà giờ đâu mất là hết mơ tôi. Mà. Không phải, tôi giờ tôi không biết gốc gác nó ở đâu mà chỉ cho lá là lá lốt. Dạ, yeah, để như hồi tôi về tôi lục lại coi. Lá lốt nó đậy ra lớp để cho nó hưởng nắng. Trời ơi, nó còn nhỏ. Không có là tại vì nó chết á, hơi hầm á. No no no, có thở nè. Có thở không? Không có thở, hơi hầm là chết. Rồi rồi thôi lấy thêm lửa mấy trái ngon ngon đi. Lửa trái ngon thấy. Nè, nguyên chùm đó kìa kìa kìa, nguyên chùm đó lửa. Ha, à, mấy trái gời trên đi. Thường mấy trái gời nó sống lẻ vậy đó là nó bự không hơn nguyên chùm. Ờ, cái này bông đực ra nhiều quá, chiều nay mới canh ra mới chấm bầu mới được. Hình như bông cái đọt bầu đâu ăn được đâu hả? Được, đọt bầu xào ngon lắm. Dạ? Yeah. Dạ, yeah, nếu mà đọt nhiều chiều nay vô hái vô đây. Thôi đừng, đừng, đừng. Đừng khoan. Để làm xong cái nó chắc rồi. Trời ơi, thằng nội này. Giờ hái gì trời. Này, cái này thò tay hái cũng được nữa. À, nè, 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 nè. Ê trời ơi. Hái nè. Trời ơi, nó ngọt dữ lắm nha, thiệt á, cái trái này nếu mà nó ngọt mà tới Hằng cũng tưởng tượng là phải diễn tả nó ngọt như cái gì đó. Nếu mà mình nuốt cái miếng mật đường vô làm sao thì cái trái này cắn vô cảm giác nó ngọt như vậy tới đó đó. Rồi bỏ vô tủ lạnh nghe ăn. Đang đói bụng nghe chỉ cần ăn hai trái nhỏ xíu tự nhiên nghe no. Tại nó ngọt quá đường không. Phải không là... Mà Hằng cũng không hiểu làm sao cái cây đào này nó ngọt dữ vậy, mình không biết thiệt luôn á. Mình trồng mình đâu có bỏ đường vô gốc đâu ta. Ủa là có lấy đường bỏ vô gốc không? Không. Thiệt. Sao bữa tôi thấy vô đem đường hay muối vô đổ vô cái gốc này quá trời vậy? Hả? Vậy. Đường phải không? Chà cô này miệng lưỡi cũng không tệ hả? Hồi bữa Alex bỏ đường vô gốc cây đào này không? Ừ. Alex. Nghe mi hỏi nè. À. Hồi bữa Alex đổ cái gì trắng trắng vô gốc cây đào này vậy? Ai biết. Đường hả? Ừ. Alex nói là bỏ đường vô cho ngọt vậy đó. Nhớ không? Kìa lũng lên mở bọc.
Rồi lấy lấy trái này đi, trái này thò tay hái cũng được nè. Còn trái gớt đây đâu rồi? Đây kìa, trong cái đây trong nắm cỏ. Kìa cái bọc kìa. Ừ. Sao tôi cầm hết? Bỏ vô bọc đi, kìa bước qua đó lấy cái bọc. Lấy cái bọc. Này ở đây nè, ở đây còn mấy trái này đẹp thấy bà. Kìa là nè, trái này đẹp, trái này nó đẹp, mấy trái nó thôi lôi mình ấy, nó mới đẹp. Này trái này đẹp, trái đó đẹp. Ok. Đó. Thằng kêu Alex đi hái trái cây cho Alex mom. Cái Alex nói, ồ vậy hả? Rồi Alex đi hái. Alex có hiếu à? Alex biết có hiếu không? Thì có hiếu chứ, với em Hằng thôi chứ. Vậy cả, không có kêu hiếu với em Hằng. Có hiếu với Alex mom. Trời, có hiếu với em Hằng chứ, có hiếu với Alex mom hồi nào. Tại sao mà? Trời ơi, cứ tới ngày gài tôi hoài. Gài cái gì đâu gài. Nè, kia đó, trái đẹp kìa. Cái trái hư bỏ đi. Ôi trời ơi, sao chuột nó ăn te tua tơi tả hết trơn vậy? Làm gì mà chuột, chim. Ờ, chim gì mà ăn tan nát tơi bờ vậy? Rồi bỏ đi. Chim á. Trời ơi, chim ăn là bỏ. Lấy chi vậy? Lấy để lấy hạt. Không sao, ăn cái này lấy hạt cũng được. Rồi, đủ rồi. Còn chùm đó chừa cho Lạch ăn. Đó, à, còn okay. Chùm có mấy trái đó chừa cho Lạch ăn. Cảm ơn bà chủ. Cảm ơn bà chủ ha. Rồi, Lạch hái xong rồi. Cảm ơn bà chủ rồi. Rồi, thôi đi. Đi vô. Đi vô đi. À là đi vô rửa tay, rửa đầu, rửa mặt đi. Thì cái đầu là mồ hôi chảy nát tan xuống rồi cái đất bụi dính lên. Chiều nay về mi phải hái mấy rau má này, mi thèm má rồi. Rau má gì mà cọng nào cọng nấy nó dài sòng sọc mà nó ngon dữ vậy nè trời. Trời ơi, cái bầu này không có một trái nào đậu hết trơn ta. Mi hôm qua hình như mi chấm được một trái, hy vọng đậu. Tại thấy nó ra cái này phải đậu rồi á. Kịp thì mới chấm. Đó còn ra không kịp là vô phương. Không biết hôm qua mi chấm ở đây được trái nào nè. Đúng không? Đây nè, hôm qua như mi chấm đây nè là xơi. Hy vọng trái này đậu nha. Trái đây nè. Đó, trái nào mi chấm mi nhớ. Đó. Đây nè, trái lòng thông á. Này hả? Ờ. Đây nó ra kịp mình mới chấm được, còn không kịp là thôi thua. Với trên đó như thằng này thì đậu rồi nè. Năm thằng đó thua rồi đó. Thua gì mà thua, đậu rồi. Mi nghĩ là thua rồi. Thiệt. Rồi thôi đi vô rồi đi. Đi vô ăn cơm không? Đi. Đi vô ăn miếng cơm rồi đi. Tôi đó bước qua đó cầm bọc rau đưa đây tôi cầm đây chắc. Đi vô rửa mặt, rửa đầu mồ hôi không kìa. Kìa qua đó cầm bọc rau đi. Kìa qua đó lấy bọc rau kìa là. Đó bọc rau bên kia. Trời ơi, phải đậy hả? Ủa mà sao gieo hạt mà nó mau lên dữ ta? Lên này kìa. Ừ. Tốt chứ. Hay quá ha, tốt ha. Trời ơi, bây giờ chắc phải mượn luôn cái sân đó để làm à. Ok, vô muốn trồng vô đó, vô trồng. Nhưng mà phải đi mua thêm vài bao phân mới được. Ừ. Rồi đi lại đó lấy bưng cái kia đi, bưng bọc rau lại đi. Mua thêm bà vài bao về trộn với đất á, phải không? Ừ. Không thôi nó bị chai đất hết trơn. Ừ. Chỗ đây nè. À, cũng bởi vì vậy chứ không thôi là bây giờ là rau răm rau thơm. Không phải, rau dền nó mạnh quá. Không phải. Nó lấn chiếm hết. Tại vì rau răm với rau thơm nó không chịu lên đó. Ừ. Rồi sẵn đó, trồng rau dền ra thêm nữa. Ừ. Giống như vậy á, mình ăn hoài luôn ha. Ừ. Đợt thứ nhì rồi đó. Đúng rồi đó, cái đó ăn đợt thứ nhì nhớ. Đợt thứ nhất cắt rồi không? Đợt thứ nhì nè. Đợt thứ nhì nó non, bự. Dám ăn luôn ha. Bự. Nha, yeah, bự. Ủa, nước này tắt chưa vậy? Hả? Nước này tắt chưa? Tắt rồi. Hôm nay thì Alex về thăm mẹ, nhưng mà có một cái đoạn này khoảng chừng 3 phút nha các bạn. Đoạn này cũng rất là uổng vì Hằng quay cái lý do kỹ thuật nó không có cái âm thanh bị accident. Và bây giờ thì Alex ôm rau vô tặng cho mẹ, nhưng mà cái đoạn này Alex nói chuyện tình cảm với mẹ lắm nhưng mà không có được cái âm thanh rất là uổng. Cho nên đoạn này một chút xíu, khoảng 3 phút này Hằng có lồng vô một chút xíu nhạc nha các bạn, thông cảm. Chỉ 3 phút này thôi nha. Thank you.
Đó rồi còn gì nữa, lấy đi. Rồi rồi rồi. Hả? Đó, nãy giờ là bứng bứng hết khu vườn rồi ha. Dọn hết khu vườn. Ngò hơi ngò ở nhà có rồi cô. Ngò ở nhà có rồi. Có gì? Xà lách son. Xà lách son, ờ xà lách son. Bứng xà lách son đi. Đây này xà lách son lấy cái bọc này con. Dạ là bưng cái thùng này. Ờ ok. Rồi bây giờ được bưng cái thùng cây hồng. Để kiếm cái mọc bạn nghĩ vô xe em, thôi xe nó vô. Dạ. Được bưng cái thùng cây hồng. Rồi cả 2 tuần nữa đó. 2 tuần rưỡi nữa là tụi con lại hái lê được rồi đó. Dạ. Chém lê hả cô? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ để cô vô cô kiếm cái bọc. Dạ con nhanh quay hũ hoa. Dạ. Đây nè nè, hồi là thôi. Cái hũ hoa nè. Cái hũ hoa nãy giờ quay cả buổi hũ hoa không có tiếng. Ờ được trái ớt đó đó hả? Sao bỏ ra? Chưa có xin cô. Cái gì trời? Tự nhiên chứ bỏ vô nước hay không á? Ừ, xin về làm giống đi. Ừ thì lấy, ok rồi xin về làm giống ha, lấy ha. Vậy nó mới có trái đúng không? Còn mình ăn cắp mình hái ngang nó không có trái là nó là phải là xin. Ok rồi mi xin rồi đó. Trời ơi hổ qua nè. À là lại đếm hổ qua lại đi, để điện thoại hả bưng là thôi. Để nó trước đi. Coi đếm coi hổ qua bao nhiêu trái nè. Chưa đếm hổ qua lại coi. Trời ơi thấy mê quá. Đâu đếm lại coi nhiêu trái hả? Nè đếm lại. À là đếm lại coi được nhiêu trái. Vậy đếm thử chưa? Đâu đếm ơi, đếm thử thôi. Nè. À hả? 3 trái. 10 trái. À, rồi thì 10 trái. Ừ. 11 trái. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18 trái. Đếm lớn chút. 20 trái. 20 trái. 21. 21. Anh sao má? 25 trái. 25 trái? Trong khoảng 28. Ủa vậy hả? Tính trái nhỏ. Tính trái nhỏ luôn con. Ồ, trái trên đây tính chưa nè? Trái đó tính rồi. À. Ừ. 25 trái. 25 hả? 25 trái. Không thấy 37 hay gì đâu. Rồi em đếm thử ơi. Em đếm. Con thấy cà chua ở đây nó chín rồi nè, thấy không? Ờ, có cà chua chín hả con? Con ăn không? À, khỏi đi cô. Em đi đếm nè ha. 2, 3. Đếm trái bự thôi không à lạch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ủa sao mi đếm có 22, 23, 23 trái. Ủa sao lịch đếm đâu mở ra 24 trái. Hả? Ngày 25. Ngày 25 hả? Rau cần nước ở nhà dễ trồng mà cô. Lại là muốn lấy rau lan đây nè. Chỉ có trồng gừng nữa ha. À gần nữa kìa. Đó gần mình ươm cái mọng. Trời lấy bọc bứng rau này nè. Xin lấy son. Mau lên nè lại. À, chưa cô, để hồi con lại quay. Ok, cây đu đủ hả cô? Ờ đu đủ đó trồng không? Nè. Còn sống được sống không? Thôi để cho nó lớn nha. À là nó lớn lớn tại sợ bứng nhỏ về chết nữa cô ơi. Ừ. À. Ờ, cái này đu đủ Hawaii á hả? Ừ. Hả? Ừ. Wow. Đủ Hawaii á. Khóm này khóm Hawaii luôn. Yeah. Khóm này cũng quý lắm nè. Hết sảy luôn. Ừ. Hết sảy luôn. Rồi, rồi đi lại bứng xà lá son đi. Trồng gừng nữa ở bên mà cái chỗ mà cây chanh á. Ờ trồng gừng chỗ cây chanh hả? Ờ vậy đó là mua gừng về cho gì? Ngâm nước cho có mọng lên là trồng được rồi. Không, gừng giờ muốn trồng cũng cho bụi lên về làm giống. Ờ à, vậy hả? Vậy là lấy bụi luôn. Gừng này gừng của Peru. Dạ. Gừng này tốt lắm. Ủa cô cần sắp sống rồi nè cô. Ừ. Nè. Rau cần của anh là trồng nữa xanh mướt luôn. Ừ. Mà cắt hổm gài nó mới bắt đầu lên chút chút lại à. Đó là hả? Dạ. Rồi lạch lại bứng xà lách son đi. Ừ. Nắng quá bứng xà lách son đi. Đó là nghe lời mà. Phải mà đội nón đi con à. Tội nghiệp quá. Đó, đội nón đi. Không đội nón thiệt tình nó thấy tội quá. Đó thấy không? Con muốn đẹp trai, con muốn cái da đẹp, con phải đội nón. Phải không Alex? Là... Ừ. Hả? Đẹp trai vậy mà không đội nón da hư đó con. Muốn trắng trẻo đẹp trai là phải đội nón. Đen quá gái nó chê. Đó. Đúng rồi, kêu đen quá rồi không có cô nào chịu lúc đó. Hối hận. Không ai thương hết trơn, hối hận á.
Phải không? Con gắn con, ừ con lấy sâu sâu con lấy luôn đất đi cơ. Ha à, là phải không? À. Phải là không có chịu đội nón cho nó đẹp rồi không có con gái thương á. Hứ cái gì? Cái gì hứ? Trời ơi nóng quá con ơi. Cô lúc này cô đang vui. Dạ nóng quá trời. Nóng quá bởi vậy mới mặc đồ trắng để cho nó đừng hít nắng. Bữa nay nóng dữ thiệt đi chứ. Được không? Ừ. Bứng được không? Trời ơi, muốn là ăn được rồi đó. Trời ơi, muốn thấy ham chưa? Thôi khỏi đi cô, nhà rau nhiều lắm rồi. Trời chắc cô lấy trái bầu về đi chứ hả? Cho cô nhiều quá vậy, ăn sao hết? Trời cô luộc, cô chấm chao, rồi xào bầu, xào chay rồi cũng ngon. Rồi nấu canh bầu cũng ngon. Trời ơi, ở nhà nhiều. Cái đó hôm qua hình như của con Hiệp nói là má chồng Hiệp cho đó. Má chồng Hiệp cho ha, rồi Hiệp xách qua cho con hai trái đó. Thì đi chích xạ trị rồi cũng ok rồi cô. Cái bọc đâu? Cái bọc nãy đâu? Bọc đâu? Đây nè con, bọc đây. Ủa? Cô mới cầm đâu rồi? Ôi trời đằng kia kìa. Để con lấy cho. Ờ đi lên. Đó sau lưng con. Cái này thì dễ trồng lắm, nó không chết nổi đâu. Mà con trồng xa xa nha, con đừng trồng gần. Cái này trồng, ta trồng hơi gần nè nha. Để xuống đất, để xuống đất. Đây, đây. Đi. Ta là thái chớ ngày làm giống mà hái xong rồi dục lại nó phải sinh lượm hả? Lượm dưới chưa sinh cơ. Ờ chưa sinh cơ, ra bỏ lại thùng nước cái nói là phải sinh cơ. Ờ đàng hoàng dễ sợ luôn, cái con đó ok đó con sinh cơ. Cái này chắc giả bộ. Cái này chắc là giả bộ thiệt luôn á chứ. Đừng nói là biết tôi đang quay phim mà giả bộ nghe không nội. Hả? Ủa cái ớt đó là cắt bỏ mà đâu có lấy làm chi. Đâu lượm chi ăn này lụa. Hái ở trên kìa. Cái đó bỏ rồi không trồng được đâu. Đem về trồng hả? Không có sống đâu ngu. Cái đó làm sao sống? Không có sống đâu. Cái đọt non là lấy cái đọt ớt cô cắt bỏ đem về trồng. Không có sống. Không có sống. Không sống đâu. Con muốn trồng lấy cây này nè. Nó lên cao nè. Kìa có cây rồi kìa. Ồ. Ờ đó đó, trời ơi. Hả? Ớt hiểm đây đó, hết sảy rồi. Tại dữ lắm luôn. Cây cao chịu hiểu ha. Cao chịu hiểu. Tại vì nó ở chung với này nên nó không có lớn được. Giờ muốn thì để ta đi lấy cái bọc đã. Ông khoan để lấy. Không được con, nó chết. Con phải bứng cho sâu rặn lấy luôn cái cục đất con thôi nó chết. Nó khó trồng lắm nha. Bứng nguyên cục đất đúng rồi Lạch nhớ hổm bứng về nó thồi lòi nó chết ngắt không đó coi cái nào đó bứng nguyên cục đất rồi ép nó vô có bọc kìa kìa bứng đây bứng cho có đất con mồ hôi chảy kìa thằng ớt này khó trồng lắm dạ a lát về là được. Con lấy cái cây muỗng á. Cây muỗng nè. Nè. Con bứng cho sâu. Biết bứng không? Alex về nhà mơm á bắt đầu là bứng cây, bứng cỏ về trồng. Bứng sâu. Ừ, cho thiệt sâu. Ừ, rồi. Rồi bứng xung quanh luôn. Ừ, sao thiệt sâu. Ừ. Mắc xưa là nó dính vô á. Rồi. Bóp cho cứng lại. Bóp đất cứng lại. Đi về nhà chị Hằng nha con. Về nhà chị Hằng ở nha con. Con nói chuyện với cây ớt. Ừ. Về đó sống vui vẻ nha, happy nha. Lan nha. Ok. Rồi. Rồi coi còn cái nào nữa, còn ra trước cắt rau đắng. Khoan để cô đó. Ồ, xà lách son lấy rồi hả? Hay là... Rồi, lấy rồi đây con bưng cho. Ờ, có kéo rồi trong đó. Có rồi, có nhiều rồi. Rồi ra trước cắt rau đắng đi là ta. Thế nắng dữ đưa mấy kéo đây. Ờ, này kêu cắt mấy trái hủ qua nè. Ồ dạ, cắt hủ qua. Cắt mấy trái thôi, vậy về nấu đủ nồi canh được rồi. Rồi, để cô đi lấy cái bọc nữa. Thôi đủ rồi cô, cắt bỏ vô cái thao này thôi à. Ờ, rồi đổ trong xe. Trong xe có bọc.
Trong xe con có bọc. Có. Trời ơi mấy trái thấy ham dữ vậy nè trời. Nó bự. Wow. Thấy mê quá. Trời ơi của cô trồng có 2 dây hủ qua mà có mấy chục trái luôn. Nó mát nữa. Con nhớ cái phân con mua cho con có trồng chưa? Có xài không? Không biết con quên nè, à, Lạch có tưới chưa nữa trời. Để ra con hỏi Lạch coi là có lấy tưới cái gì chưa? Không biết có tưới cây cà không? Cây cà chết lụng rồi, không chừng sách em nó gãi một đống vô rồi. Cây cà chết lụng rồi đó. Dạ, yeah, con nghĩ là bỏ vô nhiều rồi. Đây là con nhớ không có loại này nè. Dạ. Yeah. Thì cái muỗng này nè. Một muỗng là 1 ga lông. 1 ga lông nước. Dạ. Trời ơi thấy ham. Ở ngoài đó có cái dao chỗ cái thùng. Đừng cắt khá sát ghế quá là cắt dừa thôi. Không sao đâu, không chết đâu. Không chết hả cô? Không. Rau đắng này nó dễ trồng lắm. Nhớ chiều nay về ăn dưa leo được nha, đừng quên nha. Ăn dưa leo nó non quá trời. Ôi trời. Cái tê táo nó có gai ha. Ủa, nó có gai tù, nó đâm đau lắm nhất. Gai. Rau đắng là gì ăn hả? Xào tỏi á cô. Vậy hả? Xào tỏi ngon lắm, hoặc là cô luộc cũng ngon nữa. Ừ vậy hả? Mà xào tỏi đi, xào tỏi cái mình bỏ chút muối, chút hạt nêm vô. À. Cái ăn vậy thôi, khỏi chấm. Còn nếu cô luộc thì cô chấm nước tương. À. Mình quậy nước tương chút chao vô. Okay. Đó dạ, con với Lạch hay làm con mà. Hay làm vậy đó. Dạ. Hay chấm chao vậy đó. Tương với chao. Chao thôi hả? Rồi con thấy Lạch bỏ vô thêm miếng dầu mè nữa. Ôi trời, dầu mè nữa. Rồi bỏ chanh rồi bỏ chút con, chút đường. Con dầu mè không? Con cô. Ờ, tụi nó mua cho cô một bình kìa. Ờ có, nhà có. Rồi cái bỏ chút đường vô nữa, trời ngon lắm. Vậy hả? Rồi cái luộc vậy rau dền. Luộc chiều nay phải ăn rau đắng rồi thôi. Dạ. Dạ. Rồi cái cô luộc rau dền á, cô cũng ăn vậy đó, ngon lắm. Ok. Dạ. Hồi bữa kia là luộc. Cô thích ăn rau dền lắm mà. Trời, luộc ăn đi cô. Ở thằng con có cái rau dền cơm không? Rau dền cơm là rau gì con không biết. Rau gì vậy Lạch? Cô nó mọc lên một cái mà cô quý lắm cô để đặng làm giống vậy. Vậy hả? Ở ở Việt Nam. Ờ rồi con biết rồi, người ta kêu rau dền đất gì đó. Cái đó đó con nó ngọt vô cùng. Ờ vậy hả? Con nấu canh nó ngon lắm, nó ngon hơn cái của mình nhiều lắm. Dạ. Ngon hơn cái rau dền của mình á. Dạ. Nó ngọt lắm, con nấu thử. Dạ, ta kêu cô để dành. Dạ làm con dành. Con biết rồi, con có nghe. Có biết rồi, con có thấy qua người ta nói rau dền đất. Ừ đó đó, quý lắm đó nha. Dạ. Trời là cắt chừa lại cho cô với là. Không sao, trời ơi, không có hết con ơi. Có mình ơn cô ăn. Chú ít ăn lắm, có mình cô ăn ra. Con rau dữ lắm. Con cũng thích ăn rau. Con ăn rau bụng bự mà có bự không ta? Ăn rau đâu có bụng bự. Đâu đó, hả? Ăn rau mình cô ăn ngoài đâu có bụng bự đó. Đâu có bụng bự. Ừ. Mà lúc này cô đen quá thằng ơi. Trời ơi, con cũng vậy, con cũng đen thui hả? À. Trời ơi, con đỡ. Cô đen quá trời, mấy người ý chàng ơi, cái bàn chân của cô, ai là giống bàn chân cô quá hả? Trời, nó giống hệt luôn á. Ủa, sao giống hệt luôn à cô à, thiệt á. Đây kìa, kìa, bàn chân của là sao giống bàn chân của cô quá vậy? Giống. Mà... sao không giống? Mà bàn chân cô là giống bàn chân của ông ngoại của ai là, tức là ba cô. Vậy hả? Trời ơi, giống hệt không có sai chút xíu nào rồi, à. Rồi bây giờ là lột dài ra thi, rồi, đo đi. Rồi mấy đứa con thiệt. Gái, mấy đứa dạ. Con gái cũng giống vậy luôn. Ủa vậy nguyên hả cô? Nguyên một bài con. Vậy một, sao? Nguyên một bài cháu ngoại giống hệt. Ôi trời, giống lắm à, Lạch lột chân ra đi Lạch, coi thử. Thiệt. Thì đó. À Lạch lột gắn tin cho mọi người xem bàn chân của Lạch với bàn chân của Mơm giống ghê hồn luôn. Kìa, à Lạch lột nè cô, lột dép vô đo thử cô. Lột quá lắm. Ổng mắc cỡ. Ổng mắc cỡ. Không thiệt, tại thường ngày ổng ở nhà ổng đi chân không con thấy hả cô? Trời ơi, giống quá trời, giống hệt luôn. Giống y á. Giống không có khác chút xíu nào. Ổng tin cô bỏ dép ra mới gõ nè. Ổng tin cô bỏ chiếc dép ra. Giống hệt à.
chàng ơi, giống sao giống dữ vậy nè trời. Giống trời ơi, giống dữ lắm. Bằng chân A Lịch y như vậy nè, y hình luôn, không khác xíu nào. Để bữa nào con sẽ chụp bằng chân A Lịch với bằng chân của cô, con đăng lên cho giống không? A Lịch có giống bằng chân của mom không? Mà một bầy con giống hệt luôn. Ồ, ngộ hả? Cháu ngoại y chang. Wow, giống y vậy hết luôn hả con? Y chang vậy đó. Cái bằng wow, vậy là luôn. Cái chân di truyền mạnh quá ha, cái chân mạnh. Lấy mấy cục đá vòng tròn ra. Mày không được làm nó chết đó nghe. Tao kiện mày. Gắng làm không làm cho nó chết nghe chưa? Ha. Cái loại này là loại bự hay là loại không, một thứ. Bây giờ con muốn lấy cây nào? Nhưng mà nó ngọt là được rồi, là giống hệt nhau. Bây giờ nó loại nào cũng được mà nó ngọt là được rồi. Thì thích cây, thì thích cây có trái cô ơi. Thì thích cây có trái. Cái nó mạnh hơn. Ok, không sao, không sao. Sao bây giờ con thích cây này? Ờ, cái loại này loại hoa hả? Ừ, không, ơi. Cái này mình ghép tree. Tức là cái cây này là cây chánh nè. Ừ. Cái cây này là cái cây trái nhỏ nè. Ồ. Mình ghép từ cái cây này qua cây này. Hiểu không? Ừ. Cho nên là khi nào mà cái cây mình nó mạnh thiệt mạnh á, mình cắt bỏ cái chỗ này. Ừ. Ý nó không? Đó phải học cách cắt nha, là tới giờ cắt tứ tung. Không, con đừng có cắt gì hết. Bây giờ con lấy cây này thì cây này nó là nguyên thủy của nó rồi đó. Là nó nguyên rồi đó. Ha, lấy cây đó hả là? Lấy cây này phải không? Vậy là lấy mấy cục đá ra. Quay, lấy cây này là con phải đào từ đây nè. Mà con phải đào sâu đặng lấy cái rễ, nó đứt rễ là nó chết. Yeah. À là lượm mấy cục đá ra đi. Lượm mấy cục đá ra hết. Nhưng mà con phải hứa là con phải che dù cho nó đó. Phải che dù không? Nó khó chồng lắm đó. Phải che dù nó mới sống nha là. Về chồng rồi phải che dù nó mới mát cái mới sống á. Con để ta lấy đồ. Để ta lấy đồ tao cạo nó ra. Lấy cái đồ cào cạo nó. Vừa. Nó không có chịu nước. Tưới nước nhiều cũng chết mà tưới nước ít cũng tưới chết. Tưới ít cũng chết. Tao nói cái thằng quỷ này khó chồng. Nó khó chồng. Rất khó. Như vậy là 2 ngày hả tưới 1 lần. Ừ, còn mỗi ngày thì con tưới giống tao vậy đó. Tưới một chút xíu thôi. Tưới có một khoát thôi. Dạ. Yeah. Một khoát nước á. Dạ. Yeah. Một khoát là 1/4 của ga lông á. Dạ. Yeah. Ừ. Ga lông chia làm hai á. Nó ướt quá nó cũng chết nghe là. Ừ, đó này nè, con thấy không nè. Nước nó mẩm vậy là được rồi đó. Đó. Rồi, đào đi. Làm đi. Nổi không? Cứng quá ha. Coi chừng xa xa nha, chừng đứt gốc nha là. Tại đứt rễ là chết à. Ừ. Thằng này là 1 tuổi đó. 1 tuổi là vậy đó hả con? Ừ. Khó trồng ghê không? Tuổi mà có bài lớn. Thằng này là 2 tuổi đó. Dạ. Yeah. 2 tuổi mà tại đổ sữa con ta chết luôn. Tưởng là cho sữa uống nặng ảnh bỏ ra vậy anh chết. Trời, chất sữa là nó có chất khác à. Chất nó có chất chemical. Dạ. Yeah. Đấy. Mình đừng tưởng sữa là tốt rồi. Dạ, yeah. Sữa là để mình uống đây cái gì thôi. Chết không? Cái rễ mà mình sắn nó quá đứt hết rễ cũng đi đời không? Đó là về chia của. À, là về vườn của nhà mom là chia của mấy cái cây nè. Phải không Alex? Alex à? Sao trả lời không nội? Alex. Giờ đang mê đạp cái cây rồi. Kêu hết nghe luôn rồi. Trời ơi, rồi. Tôi nghe kể cái bập rồi đó. Coi chừng đất á. Sáng hồi hộp vậy. Lên này cô ơi. Trời ơi cô xót ruột A Lịch ra sức. Ở đây cô xót ruột cái chỗ khác. Nó làm nó dùng sức không có la cả nào cũng vậy à. Đừng. Ra sức nhiều quá. Được cô ơi, không có sao đâu. Đối với Lịch vậy là bình thường rồi. Vậy á. Dạ. Tội nghiệp. Đào cái cây đó vậy là bình thường rồi. Ê nè con. Cẩn thận.
Ngon thật. Làm ăn sống nè con ơi. Làm gần 10 cây. Nè, nãy giờ cô nói chuyện cái cây này sống tốt mà nãy cái đoạn phim đó giờ quay ra phim không có tiếng. Ok được, ha, cái cây về nhà chị Hằng sống tốt, à là sống tốt đó nha là tôi. Giờ cô nói chuyện với cái cây. Cô dặn cái cây về nhà chị Hằng sống tốt, có trái nhiều kìa. Vậy là ở nhà chị Hằng là có sống tốt không? Có không là? Có, là trả lời yếu xìu. Trả lời mạnh lên có. Trả lời mạnh lên đây. Hả? Trả lời có phải mạnh lên chứ. Có không? Hả? Giờ đánh trong lãng rồi đó ha. Ủa cái này là gì vậy là? Nè. Lốt cái này nè, trong cái chậu nè. Ủa này cái gì trời? Trong cái chậu này cái gì cô? Hả? Trong cái chậu này cái gì vậy? Nào đâu con? Trong chậu nè. Này hả? Dạ. Không biết kiển gì ai cho. Mà nó tử lên vậy hả? Rồi nó đứt đất rồi là đây. Nè là cầm ơi. Con về á, con đào đất á, con phải đào cho thật bự hả? Con nào bự vậy nè ha. Xong rồi con để phân đất phân ở dưới, xong rồi con mới đặt cái anh này lên ha. Rồi con mới để nó cứng, con nhận cho thiệt cứng đặng chi đặng cái đất nó bám vô cái rễ để cái rễ nó không bị khô. Con thâu lại cái rễ nó khô xong rồi con tưới nước. Rồi cái phân mà bữa hổm mommy cho đâu, con tưới nó rồi. Tưới ít thôi một muỗng là một gallon nước. Chứ đừng xách nguyên chai đổ xuống nó chết à. Đừng nói cây cà là đổ vậy hả? Gì cây cà chết reo à? Cây cà sao úng thúi vậy? Cây cà thấy úng thúi rồi, vàng khè rồi. Con muốn trồng này không? Cái này dễ trồng lắm. Nó không biết cái gì thôi khỏi trồng. Kiển thôi mà. Nhưng mà con thấy cô nói với con là cái nước con nước phải đem rộng nước gì kìa là. Thấy không á, là con rộng vậy nè, rằng mà con pha vô phân á, rằng con tưới cây, rằng cây nó không bị với mấy cái bào phần cô cần phải đem ra phía sau phải không? Cô cái gì để mừng cho cô mấy bào phần phải nói là mom chứ tự nhiên mấy bào phần cô cần đem ra phía sau. Để mát trước đi. Đây. À là đồ hơi trong xe nóng lắm mình chưa lên xe. Lấy đi 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 bỏ ngoài trước đi. À, ok ở trên hành lang. Rồi đó, đi bưng mấy bao phân vô cho cô đi. Rồi vô bưng mấy cái bao phân ra sao cho cô đi, cho mom đi. Thầy là cứ kêu cô không à. À là mà kêu cô quá hả? Lạ hả? Mọi người ở trên đây lấy đá ném mà lịch đó. À là phải kêu mom chứ sao kêu cô. Đó, lạ lịch nói. Hồi nãy tại vì á Alex mom nói là mua mấy bao phân bưng vô không có nổi để đó. Xong rồi Alex bứng cây xong rồi Alex nói đây Alex đi bưng mấy bao phân vô cho cô. À để đó đi. Để chỗ nào gọn gọn vô. Rồi đi bưng nữa. Đây đây con cầm. Cái trái đỏ này con ăn không? Trái đỏ ăn được không? Trời, ăn được nhưng vậy mà hả? Nó ngọt. Con không để đó cô ăn. Vậy hả? Tại vì cô làm biến cắt cái nó đỏ. Thà là cô cắt cô bỏ vô tủ lạnh. Nè. Thấy hàm ha. Dạ thấy hàm. Nó hổm vậy nó đeo nóng tắm. Giống như heo con vậy. Về nhồi thịt. Mô Đạo Phật, cảm ơn nha. Dễ thương quá. Ok. Trái nào bự hả ăn cô ơi? Được mấy trái rồi, được 4 trái, 3 trái bự, 1 trái nhỏ rồi. Thôi rồi đủ rồi cô, đủ nồi canh rồi. Đủ chưa? Đủ nồi canh rồi, mấy cái chín chín này cô cắt đi để cô cắt. Đủ rồi, đủ rồi, giòn chứ. Thịt kìa. Đủ chưa? Đủ rồi. Không đủ cắt thêm. Thôi đủ rồi, cô để dành ăn, cắt vô bỏ vô tủ lạnh đó cô. Ok.
cắt bỏ tủ lạnh cái ăn cho để gì nó chín uổng. Ừ nó chín á, tại cô không biết nó chín. Con gái chín nhiều lắm. Dạ yeah, nó chín. Thêm cô... trái nữa đi con hả? Sợ không đủ quá hả con? Thêm trái gì? Cái trái mà nào kìa kìa, trái nào cô? À. Trái nào? Cái này nè. Trái này nó thẳng thẳng đó con. Hả? Dạ. Ok. Về bằm thịt với tôm. Ừ. Nhồi thịt rồi. Con có cần hành lá không con? Thôi đủ rồi con. Ờ rau đây bỏ vô đây cho con luôn được rồi. Chết con để chung gì à, không có sao, không có sao. Để nó nằm trên, hổ qua nằm dưới được. Rồi làm sao? Được, được, không có sao con. Được. Xuống. À, được, con nói được mà. Ok. Được, về con cũng lặt tô ăn à, chiều nay ăn xào ăn. Ủa có hai trái dưa nữa kìa. Hai trái dưa đeo nữa. Cần hành lá không con? Để khỏi đi con, hành lá qua con mới mua rồi. Ok rồi, cần anh nhận qua gai gì không? Không, đủ rồi. Ở okay. Nhà ngoài gai đều có hết. Không gì nữa không ta? Không. Hai chai nước đủ không con? Đấy đủ rồi, đủ rồi con. Uống nước đây. Con. Thôi đủ rồi. Đủ rồi con, Alas, nè cầm. Hủ qua kìa, nhiêu đủ nồi canh chưa? Trời làm nhiều mồ hôi đổ dữ vậy trời. Dữ à. Rồi, trời, hủ qua đây, em cứ xin cô hoài. Cách sáu ghê trời, nhiều quá đây, vô làm gì mà vô nói chuyện gì giống như là khách vậy hả? Hả? Thôi bây giờ về ở với mẹ đi. Nha. Tại sao? Để tao đi lấy. Ờ, mồ hôi á, mồ hôi chảy. Khỏi, 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 khỏi. Khỏi hả? Khỏi. Ờ. À là đây, cái cây này bưng để trong. Kìa là có nước. Kìa. Rút bia. Rút bia. Trời có mồm la mặt cho xuống chưa? Trời ơi, đẹp trai quá mà bây giờ đi tàn tạ. Nắng đó, nó làm tàn con tôi. Trời ơi, quay mặt qua coi Alex. Alex quay mặt cho đây nè. Alex. Gì vậy mắc cỡ không đơ mặt à, quay đây coi. Ừ. Đó. Thì phải cảm ơn mồm nữa nha. Đổ nước lạnh lên ha, đổ nước lạnh đầu ha. Cho mát. Thiệt hả? Đi vô mát đứng nè. Vô đây nè con. Đi qua đây nè. Mau lên. Vô này. Rồi qua để xách đồ lên xe nè là đó. À là ta. Qua xách đồ lên xe. Để. Dạ. Yeah. Con à, con nhớ con cắt nè, con phải biết cắt á ha. Dạ. Trời ơi, vậy là dành làm chứ dễ gì con có được gớ ạ. Tại vì đem về là cái gì là con chỉ là lịch con không có chịu nghe là làm theo ý là cứ cắt vậy đó. Nè ha, con về dạ. Là con chồng gì? Dạ. Con chồng này thì con chồng tới đây thôi. Con cắt tới đây. Dạ. Thì cái này con găm xuống nước là nó lên ngay cái chỗ này nè. Dạ. Ngay cái mắt này nè là nó lên. Hoặc là con cắt tới đây thôi. Dạ. Ôi trời, quên, còn cái bọc gao lan. Ủa có cắt gao lan hả cô? Ờ gao lan có rễ hả? Ừ. Ờ. Vô trong rồi, tại vì Alex đi kiếm từ miếng luôn á. Alex ơi, bưng đồ lên xe nè. Qua bên hông. Không, mở bên hông á. Alex, ở ngoài sau để không vừa đâu. Ừ, để bên hông á, đúng rồi đó. Cái thùng nhưng mà phải lấy cái bọc bỏ vô. Cái thùng lấy cái bọc bỏ vô để dơ cái xe không? Lấy cái bọc bỏ vô cái đít thùng. Nè, có bọc kìa. Cái đít thùng dơ xe không? Hả? Lấy cái bọc lót dưới. Lấy cái bọc lót ở dưới. Lót ở dưới với xe chưa? Lấy bọc lót chứ. Giờ đổ nó ra đi. Đụng qua xe lắc xịt á. Ờ, để mi cầm cho. Rồi cầm mấy bọc kia.
từ từ, cái đó sao đi. Kìa gáo lan kìa. Ê nước, nước vậy bỏ vô cái bọc không? Không có bọc trong xe. Trong cái chậu này nè. Ừ có chậu bỏ vô đi. Nóng. Cây gì vậy? Cây rau ngót hả? Ờ, cây bùn ngót. Trời ơi, cô gầu quá. Cô... À, lạch cắt hết trơn, bùn ngót kim rồi. Nào, à, cả, lạch cắt, cắt, băng, cắt băng hết, banh hết trơn cây bùn ngót của con rồi. Tại sao? Cắt ngắn ngủ. Nó lên cao lại. Banh hết rồi, nó không lên thì sao? Nó không lên trời thì sao? Trời ơi, cái gốc nó còn ở đó. Con à? Còn cái gốc nhưng mà lạch cắt hết ngọn cái rồi. Cái kinh nghiệm của cái cây xương sáo rồi. Con à? Giờ cây xương sáo, xương sao cắt banh hết trơn, giờ không còn miếng nào hết. Cây đó mà nếu mà con cắt thấp quá sợ nó chết. Không đâu, không chết. Hả? Không chết hả? Nó còn cái gốc nó vẫn lên được. Hả? Còn gốc nó lên được. Về trồng lên tới đây, không biết ông cô nội nè qua cắt. Nó cắt kìa. Mi cắt ông cô nội nào hả? Mi cắt cho cô ăn. Mi cắt cho cô ăn. Không biết đâu. Ừ. Chứ không có nội nào cắt. Thì bây giờ là cắt hết là chồng ghim lại từ thùng thuốc lá, nhưng mà phải cắt. Phải cắt. Cắt rồi ghim xuống nó lên rễ, nhưng mà cái già lại lên lại hết à. Ờ, lên rễ lắm. Chỉ làm vậy thôi. Ờ, thì kệ đi. À, trời à, là làm vậy kệ đi. Nếu nó lên được thì lên cũng được thôi, không có sao. Ok rồi, hôn má mi miếng đi rồi đi về. Ôm má mi. Không thiệt chứ đâu có hung giả. Hung gió thôi. Mắc cỡ. Mắc cỡ nó hung gió thôi à. À là ra. Về đây ở vài ngày đi con. Về nhà má mi chơi vài ngày đi. Hả? Về chơi vài ngày. Ở vài ngày cái mi lên mi rước về. Ủa? Chịu không? Xanh đi. Hả? Chịu không? Quay. Sáng cái con ra còn tưới cây. Ờ tưới cây. Chặt hết khu vườn của cô rồi. Lúc đó cô la làng không kịp thở. Giờ nó chặt hết khu vườn của cô. Ok về đi. Ok rồi, bye bye cô, nóng quá rồi. Ok, à là bye bye mom kìa. Có cô ơi, có. Dạ, ok rồi bye cô. Rồi đề máy lên cho mát đi. Là kìa, lấy giấy lau mồ hôi đi. Sao mồ hôi nó queo quá. Ờ sao là đổ mồ hôi dữ rồi nè. Thôi uống hết miếng nước này luôn đi. Thôi. Uống hai cái luôn rồi đó. Nước ngọt kia kìa. Vậy hả? Wow. Sao bữa nay nóng dữ ớt dữ trời thiên địa nè. Như là nước. Ủa sao là dư mồ hôi quá vậy? Tại sao vậy? Bởi vì nó không có được mập là vậy. Vậy đó. Tại vì mùa này chảy mồ hôi nhiều quá nên nó không có mập phải không? Còn lạnh bữa hổm mùa lạnh đó đâu có chảy mồ hôi cho nên dễ mập á. Không phải từ nhỏ tới lớn như vậy. Không, nhưng bữa hổm lúc mấy tháng đầu mùa còn mát mẻ ra lạnh mập lắm. Mà không biết sao tới mùa hè lên là lạnh ốm gì nè. Mồ hôi chảy uống nước không à. Hay là đi nắng một chút là mồ hôi chảy. Mồ hôi thì mày đỡ. À. Cơ thể khỏe. Chỉ có một cái à. Không bao giờ mập nổi. À. Ừ. Hồi đó uống bia cũng vậy. Vậy hả? Uống bia cũng không có béo lì. Tại vì là tập mà làm sao? Là tập mà sao có béo lì? Là tập dữ lắm mà. Vô dữ cái body dữ lắm mà. Tại đó đi làm chứ đi chơi nhiều. Chịu còn dám nói. Club á. Ờ, đi chơi club nhiều đó mọi người. Đây nè, bây giờ là đang còn khoe với mọi người hồi xưa. Tại vì đi chơi club nhiều, nhảy lúc lắc hoài. Cho nên là nó ốm, nó có cái thân hình. Đầm,
thì nhảy đầm nhảy luôn đó. Không phải là nhảy mương với ông ghệ đâu nha. Không phải nó có sao à. Nhảy lúc lắc đó, chúng nó nhảy lúc lắc tôi đâu nhảy vậy. Tiếng Việt thì phong phú quá mà nghe. Tiếng Việt phong phú quá hả? Nghe nhảy lúc lắc tôi đâu nhảy gì ông nội tôi đâu biết. Để tôi định nghĩa cho rõ ràng chứ không thôi hiểu lầm tôi nữa. Ôi là trời. Tôi bày bướm lắm. Tôi còn giải, khi còn giải thích nữa tôi nói nhảy lúc lắc tôi đâu biết nhảy gì. Tự nhiên còn giải thích chứ trời. À, nếu mà nào? Nếu mai mà mình này có bài bướm thì sẽ nói. Mai này có bài bướm hả? À. Ok, không có. Đây nè, nghe mày nói nè. Giống như là bây giờ ai là làm tốt đi thì ai là bay bướm mới có gái chứ còn hả? Không tốt gái đâu nữa bay bướm. Ừ. Phải không? Ừ. À, đương nhiên rồi. Trời, đàn ông trai thì có ghệ bay bướm bình thường thôi. Phải không? Hả? Cái đó thì là câu biết. Nhưng mà nếu mà có vợ có con thì không nên obligation không nên nếu như mà thiếu chung thủy không có tương còn nếu như có vợ có con rồi thì không nên mà chưa có vợ thì ok wow, nói cũng hiểu biết ha. Nếu như là khi nào mà ai là bởi có vậy, vợ rồi thì không có bay bướm bởi vậy anh cũng mong sao anh cưới vợ thôi cho sớm vậy hả. Vậy thì gắng làm tốt xong đi đặng cưới vợ nha. Ha, Lạch làm tốt xong cái việc của Lạch là cưới vợ là tỉnh bơ, phải không? Đó. Wow, trời ơi, lên xe máy lạnh nó mát quá, hồi nãy muốn xỉu thiệt, nóng dữ vậy nè trời. Nóng tới gác da luôn á ha. Lạch thấy nóng không? Nóng tới mồ hôi chảy ướt mặt luôn á. Thảo kể cho mọi người nghe coi. Không có hả? Bây giờ mình ghé chợ trước nữa, ghé chợ center trên đường về ha. Mua gì? Thế mình mua hay là Marina? Marina cũng được. Hay là muốn mua gì? Định mua mấy 2 bó rau găm với 2 bó rau thơm thôi à. Rau găm nãy có rồi đó. Nãy rau húng lưỡi quá trời luôn mà là không chịu bứng. Húng lưỡi? Húng lưỡi là cái loại min mà mày thích á. Cái đó nó non quá. Nó non về chồng. Nó non quá, nó đâu có trồng được. Ủa chồng là chồng cái già hả? Vậy đó, vậy là bây giờ về ghé chợ là muốn mua thêm rau. Để vô coi. Rồi coi mua thêm. Rồi cái về làm bánh xèo. Bánh xèo hả? Làm mệt lắm. Giờ nắng này mà chiên bánh xèo là chết à. Chỉ có nếu muốn ăn thì mình gọi order chạy đi lấy thôi à. Rồi về rau ở nhà ra cắt rau. Tại nhà có rau. Còn bánh xèo thì chỉ có mua đi chứ nắng này mà về. Em cắt rau đi anh làm cho. Vô chiên không biết đời nào xong à. Mệt lắm mà là tôi bầm thịt bầm đồ mà lắm mà lắm. Thôi để mi gọi order cho dễ. Xong rồi ra vườn nè. Cắt rau vườn. Nếu mà mua thêm rau giúp cá rồi luôn để về ăn bánh xèo. Rau cải bẹ xanh thì ở nhà về ra ngoài vườn cắt. Quá trời quá đất cải bẹ xanh luôn rồi. Cải bẹ bự bự đó ăn bánh xèo nó đã. Ha. Là ăn mấy cái? Ăn bánh xèo mấy cái? Hả? 2 cái. Vậy là order cho là 2 cái. Ok. Gì? Anh làm được mà. Thôi khỏi đi. Làm lâu lắm, để cãi.